ghi nhận từ ngày 23 tháng Chạp tại các nhà ga bến xe lớn như ga Sài Gòn, bến xe miền Tây, có một lượng lớn người dân đã bắt đầu đổ về đây làm các thủ tục cuối cùng để bước lên tàu xe trở về quê đón Tết. Tại ga Sài Gòn, các đoàn tàu đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với 10 đôi tàu theo tuyến Sài Gòn-Hà Nội và ngược lại, cũng như 9 đôi tàu khách khu đoạn. Trước đó, ga Sài Gòn đã bán vé cho hành khách có nhu cầu đi lại trong dịp Tết bằng cách mua trên website, ứng dụng ví điện tử, app, tổng đài cũng như mua trực tiếp tại các nhà ga, các điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam. Chính vì vậy, chỉ cần đúng lịch trình xuất phát, người dân đến check-in là được nhanh chóng lên tàu. Đây là hình ảnh gia đình anh Lê Gia Dụng đang trên chuyến tàu SE20 xuất phát lúc 14 giờ 10 phút ngày 23 tháng Chạp. Gia đình anh Dụng có tất cả 10 thành viên cùng nhau trở về Thanh Hóa ăn Tết. Năm nay nhà anh gia đình có 10 người về quê ăn Tết cả 10, về tới Thanh Hóa. Năm rồi thì anh đi máy bay, giá nó rẻ hơn, nhưng mà thôi năm nay đi tàu thì trải nghiệm cho các cháu nó đi. Mọi việc đã xong xuôi thì mình mới lên đường, thảnh thơi cả gia đình đi mà. Của anh thì kinh doanh tự do, cho nên là kỳ nghỉ của anh thì tùy vào cái thời gian, có thể là từ mùng 10 Tết thì cũng vào, nếu các cháu đi học thì phải vào. Quan sát chung và thứ hai theo thông báo của bên chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn ấy, thì là hành khách cũng cảm thấy là rất là vui, đã mua được vé và tất cả hành khách trên tàu đều đã đang rất là phấn khởi về quê Tết. Hiện nay hành khách trên tàu thì đa phần là hành khách là người lao động ngoại tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh làm cả năm và cuối năm người ta sẽ về với gia đình. Còn ghi nhận tại bến xe miền Tây, nơi đây cũng bước vào cao điểm phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết và đang có một lượng lớn người dân bắt đầu đổ về đây để lấy vé tại các hãng xe và sau đó bước lên xe để trở về quê ăn Tết. Các hãng xe khách chất lượng cao đi từ bến xe miền Tây cho thấy có giá vé ổn định. Chị đang ở bến xe miền Tây bắt xe về quê ở Hậu Giang để ăn Tết cùng gia đình và mua giá vé cũng hợp với tiền là một vé 170.000, hai vợ chồng đi về hai vé xe. Mới là mọi người sẽ có công việc ổn định hơn và sung túc hơn để bắt đầu một năm mới có nhiều cái khởi đầu mới thuận lợi hơn. Với tình hình đi lại đông như hiện nay, dự báo lượng khách sẽ tiếp tục đổ về các nhà ga bến xe ngày một đông hơn trong những ngày tới của mùa cao điểm đi lại Tết.